Xong rồi, đi. Nói chuyện với thằng này nhỉ? Thằng này đúng không? Chơi thằng này đúng Đây. không? Thằng này nó bắt chiếc cái đầu của mình. Chúc mừng cậu đã được thăng chức. Thế thôi á? Tưởng có nhiệm vụ. Ai Trời. lìn ra tương tác ạ. Vụ kho vũ khí này. Kho vũ khí. Vẫn thế, chả có gì cả. Customize. Độ được súng luôn. Ok nhá. Độ được súng. Cái nào nó ghi chấm than thì là... Ui. Cái nào nó ghi chấm than thì mình mới độ được. Pattern thôi mà. Good. Chả thấy gì cả. Cái này Idol. mặc mặc quần áo các kiểu hơi 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 dở. Độ nốt khẩu khẩu rifle thôi mà. Độ màu của La Blue. Surface. Cái độ màu nó không hưng lắm. Chả thấy gì cả. Cái game này nó bị lỗi à? Nó lỗi hiện texture hay cái gì mà mình chọn mấy cái vẻ bề ngoài của nó chả thấy nó hiện gì cả. Mẹ ảo vậy. Linh thật. Hiện tại là độ được có 2 khẩu thôi. Hiện tại có mỗi 2 khẩu súng. Rồi. Chung là từ hôm qua đến giờ chơi game này thì mình thấy hơi nghèo nàn. Tính năng chưa thấy gì. Với cả độ sôi động của game thì chưa được dâng lên quá cao. Cái quan trọng nhất là quá ít thứ để mà tùy chỉnh quần áo kiểu chả biết về sau chơi chơi game dài dài ra nó có cho mình thêm đồ không. Lấy Mình xe đi, xem bây giờ đi đâu à, lấy xe trước. Mặt sau Hồng Hoàng hôm qua nó có cái xe đẹp thế nhỉ. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó có xe rắn này anh. đúng rồi cái xe rắn giống giống nhau, tại hôm qua chưa chọn được cái xe này. Có cái xe đẹp hết, nhưng được cái xe làm đẹp thật. Car to wing suit là sao nhỉ? Perfect for thrill seekers. Cái này xe có cả ấy à? Set favorite. Ok. Quên hôm qua con quên không nói em quên nói bị lỗi vào gara mà mẹ kiểu lấy xe nha xong nhá xong rồi tiến một tí nó lại vào gara mặc dù em không bấm nút vào gara đấy. Yeah, anh chưa thử nên chả biết. Nãy em bị đây, rồi nói chung là kiểu cho xe ra rồi thì tốt nhất là đừng đừng cho xe vào nữa đấy. Pineapple Express, cái này là gì? Và cái này là chúng ta sẽ nắm lấy kẻ địch, thảm quả lựu đạn và ném thả quả lựu đạn vào trong quần nó và ném nó đi. Lục Chiều mất dạy bà Eileen vậy. lú lú đá né ném đi Chiều mất dạy vậy. Ok, hiện tại mới mở được thế thôi. Wanted. Cái Wanted là mấy cái app làm cho side mission. Ok, thì bây giờ mình muốn làm cái mission chính, nhiệm vụ chính thì có chưa? First, a piece of action này. I've got trouble with the idols and I need your help. Làm nhiệm vụ của ông ấy tên là gì ta? Quên mẹ tên ông này rồi. Không nhớ ông ấy tên là gì. Vậy ông đang gặp rắc rối với bọn idol, bọn thần tượng và ông cần sự giúp đỡ của mình. Làm xong nhiệm vụ sẽ được 1.000 tiền, 3.000 kinh nghiệm. à 1.000 Và được tặng cái Anu mũ bảo hiểm của idol Anubis. Đấy, sân Nasus. là Vào đây em. đây người Mày đâu rồi? thì em đang ở ngoài này. Đi. Ui kìa. Trời ơi. Ok. Ai ui ai lìn Ok, thằng này. Bây giờ đi nói chuyện với JR. Vậy mẹ tiếng game hơi bay ấy, mày chờ anh tí. ok anh. Ok. Được rồi, anh xong rồi nhá. Ok anh ơi. Cái nút đổi góc nhìn là gì ấy nhỉ? Hình như làm gì có thấy nó hướng dẫn đâu. Phải. Em thấy cái góc nhìn xe hơi gần. À, cái đấy đổi FOV. Ok. Mày Đâu? đến chỗ nhiệm vụ à? Ôi vãi. Phải. Đúng, mày đến chỗ nhiệm vụ ông hay không vậy? Em biết em cứ đi đi nhưng nó lại chuyển cảnh ra đây. JR, what's up? After that little clusterfuck we had with the Panteros, you know, when my life was flashing before my eyes, I started thinking about early retirement. Seems ông này gặp nguy hiểm, lúc trong cái lúc gặp nguy hiểm ông nghĩ đến việc nghỉ hưu. I'm fixing to open my own garage. Trouble is,
pack of those Idols anarchists made off with my shipment of car parts. Without it, my garage is gonna fail before it even opens. And you want me to get the shipment back? After our last run, I figure this should be easy. Hmm. I'd make it worth your while. Say a percentage of the garage? A percentage? Một phần trăm mà. Bây giờ mình sẽ... Ông ấy bị bọn Idol nó cướp cái kho hàng toàn là phụ tùng xe. Thì mình sẽ phải đi lấy lại cho ông ấy. The Idols robbed this chap I know. Any idea where they take his stuff? Ủa, đéo xe anh đâu luôn, mất mẹ xe rồi. No. Lên được đã thế là xe một chỗ. Ờ vậy đi. Bờ thấy game này có rất là nhiều điểm yếu rồi. À, em vừa em vừa ra em thử em nhặt xe. Cái xe đang nằm nhá. Em đến phát xe tự dậy luôn. Wow, hiện đại vậy. Ôi, hôm qua là chúng ta mới chơi được một tí của đầu game. Thì hôm nay bắt đầu là sang các nhiệm vụ khác để xem mà game này nó có những cái gì nó dở. Đây, thực ra xe anh ở đây bởi vì là lúc nãy mẹ vừa mới đến sát thì vào nhiệm vụ rồi. Ai... Chả hiểu. Cái game này nó như kiểu là ai đến trước là tất cả bay vào luôn ấy. Đấy. Ừ, nhưng thì đấy thì anh hỏi là mày đã đến chưa mà đã nhận nhiệm vụ ấy. Em chắc là đến đến nơi rồi. Hơi dở. Đi đi, đi đi. Nó nên kiểu có cái chờ người chơi khác thì sẽ hợp lý hơn. Đúng. Chứ kiểu thằng đến trước đến mà nhận trước thì hơi dở. Đúng. Giả dụ thằng kia nó đang làm cái khác chẳng hạn. Kiểu chơi với nhau thì cũng phải thống nhất đấy. Vâng. Ơ mà bây giờ mày đang ở đâu ấy? Đây em nghe đằng sau anh đây. Ơ. Tao đi chậm ấy. Ôi dồi ôi, hôm qua các bạn nhớ tôi nói lái xe dễ sao không lắm không? Không dễ tẹo nào. Cua cũng hơi mẹ ngang. Ngang như cua. Ôi nó hình đầu lâu kìa em ơi. Ôi đây đây. Let's must be the camp. Rồi. Bây giờ mình đang có mặt ở chỗ trại của bọn Idol. Để xem nào. Bây giờ cứ đi vào thôi à? Ờ, không đổi súng được. À đây. Chưa chắc chưa đến đâu ạ. À. Đây vào đây nó mới là bữa tiệc của bọn nó. Khám phá bữa tiệc, tìm hiểu. Nhưng mà nó có hình đầu lâu với khả năng cao vào đây bắn nhau mẹ luôn này. Chưa đổi súng được. Who the hell are you? Mày là thằng nào? Tôi muốn tham gia. Tôi muốn tham gia với các bạn, các idol. À, người mới à? Thế vào đi. Tìm Cheryl nhá. Với cái mặt nạ hình con rắn. Cheryl. Bây giờ tìm Cheryl. Mặt nạ rắn nhìn thấy mà. Mặt nạ hình con rắn. Đó không phải này. Nó mặt... quanh khu này. Mặt nạ con rắn đi. Đây đây không anh nhỉ? Chỗ em này. Đúng rồi, nó ghi thế đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn. Ui, gao này, gao rắn à. Gao rắn. Mũ siêu nhân. Ủa, Idol Raver. Ừ. But hey, you do you. The idols are a big tent. You like heists? Talk to Martin. He's headbanging around. À, bây giờ đừng muốn vào công việc thì nói chuyện với thằng Martin. Nó đang headbang ở chỗ nào đấy. Mẹ làm ở đây chơi dubstep. Headbang à? Headbang thì thằng nào nhỉ? Martin. Thằng nào? Đây. Úi giời. Đấy, chuẩn luôn. You Martin? Heard you were a heist man. Fuck yeah. Ai đó tạo ra con botnet mà chuyên hack mẹ tín hiệu wifi. Sounds great for the little guy, but do you steal real things like car parts? What even is real in a late stage capitalist digital economy? Boom, mind blown. But if you like meat space theft, talk to Timmy O. He's around somewhere working on his bike. Vẫn là chưa đúng người, phải đi tìm thằng Timmy O. Cái gì? Timmy O. Thằng Martin này nó chuyên tạo ra các cái vụ vụ cướp. Gần xe. Đây luôn. Timmy O. I heard you bring in big hauls. Anything that ain't nailed down. Just boosted a shipment of car parts off. Đây chuẩn luôn, nó vừa có phi vụ ăn cắp phụ tùng xe là chuẩn luôn. Where would you even keep something like that? Warehouse in back with the other refuse of materialism. DJ Avatar. Kinh thật. Đây, bây giờ bắt đầu tìm một tí vậy chắc chỗ này bắn nhau tóe lửa luôn này. Mà
chuẩn bị tinh thần đi Hoàng Béo. Container này. Đấy, vào container lấy đồ xong ra đi quay ra thấy mấy họng súng vào mặt. Ừ. Cạch 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 cạch. You are under arrest, dirtbag. Bên kia, phía bên kia. You are coming with me. Officer Murphy. Cái game này hôm nay anh chơi, anh thấy dùng Watchdog. Mày có thấy dùng Watchdog không? Em bắt đầu cảm thấy có tí Watchdog rồi đấy. Hơi giống. Ok. Dừng lại. Mày làm gì ở đây? Take back. Fuck off. Ờ. À. The thing is, they belong to one of the little guys you say you fight for, so there are no little guys. Okay. Just idols and tools of the system. Phụ thể. Rồi, em. I try can sort it. Múa. Phụ thể. Múa. Ai à? Ui. Múa. Múa. Ui à. Mỗi mấy đứa này thôi à? Thế mà đòi thách thức chúng tao. Aileen. Điện mày. Uầy, buggy, buggy. Buggy, để. Chạy bò anh ơi. Chạy bò. Đâu, hướng nào? Ủa? Ừ, buggy ở đây lái ngon hơn nhiều. Ơ. Phải đó. À, mình phải gắn nó vào cái container xong mình lôi đi. Trời đất. Aileen lại chở hàng rồi. Uầy. Cái gì đây? Cái gì? Ôi ôi. Hình như mình đang câu off Cyberpunk 2077 thôi anh nhỉ. Ừ. Từ từ nhá. Sâu cable của guy này. Bây giờ phải gắn nó vào cái gì nhỉ? Vãi hàng gì mà như cái sợi bún này. Rồi. Vãi Linh. Ui, mẹ, lôi container trông nhẹ nhàng nhỉ. Ừ, sao thế, container làm bằng gì? Ui. Ui. Mẹ hút cái bay tứ tung, vãi. Ui, vãi. Rồi, mẹ, Watchdog cậu. Giờ súng bắn được không? Bắn đi. Bắn được anh ơi. Ui, nhưng mà nó không có góc bắn. Vãi, vãi. Ui à. Vãi. Ui, mẹ, ui. Ok. Từ. Để anh lấy lại. Đây cơ. Ủa hết con mẹ đạn rồi. Được chưa ta? Đây cơ. Rồi đi anh ơi. Đi. Hết đạn rồi anh. Và Aileen. Chắc nó bắt phải đi mua vũ khí đấy. Tuyệt. Đùa. Ôi dồi ôi. Yeah. Get him. Bây giờ muốn thằng Hoàng bắn cũng khó bởi vì cái container ngay sau đít. Ui, 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 điên này nữa. Tao xuống tao bắn hết rồi, tao mới đi xe lại bây giờ. Cụt, mẹ, bắn đi, bắn chết mẹ đi. Tạch, 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 ếch đạn rồi anh. Mẹ, Aileen. Anh không bắn được, nếu anh bấm bắn là nó tách ra. Bây giờ em chỉ có một option nữa là ném súng. Mẹ không được đổi sang súng kia cơ, thế mẹ khó chịu. Hơi bản này hơi, mẹ hơi cùi. Thiếu nhiều thứ quá. Gì master này. À đâu, reboot này rồi. Nhầm. Reboot này em không cần. Em sẵn sàng quay lại chơi với bản cũ. Cũng chơi bản mấy bản ngày xưa vui mà. Úi giời ơi. Rồi, bây giờ nó bắt là giết bọn này. Ôi. Tao hơi mệt với chúng mày rồi ấy. Tao hơi mệt chúng mày rồi ấy. Úi giời. Mệt quá nhở. Mệt quá nhở. Hơi vào trong anh ấy. Úi. Hoàng sợ chết đấy. Úi giời. Thế. Clear out the remaining two. Úi. Chà mà đi. À. Ok.
Ừ. Nói chuyện với Jaya. Holy shit, you actually did. Ồ mẹ kiếp. Hai người làm được rồi à? Wow. Cuối cùng tôi có thể xây được cái gara cho mình. Tôi đã nhận nhiệm vụ là phải làm xong, hiểu không? Gì? Yeah, hiện tại là chúng tôi đang gặp vấn đề game này nó bị khóa 65 khung hình đó. Nói chung là hiện tại là đang rất là muốn mong chờ cái patch tiếp theo ra mắt để cập nhật đây. Idol đến em ơi. Oh fuck. Oh shit. Zombie shit. Úi giời ơi. Go go go. Ôi ôi. Vãi. Aileen. Defeat the idol. Okay. Mày. Cút. Fuck off man. Ok. Mày. Ủa sao nó đuổi theo mày kinh ấy? Ôi. Sao kia nó toàn đuổi theo hoàng ta? Mình ở đây theo ai đuổi? Aileen. Vãi nó vẫn đuổi hoàng kìa. Điên à, đi điên à. Nó toàn đuổi ngoằng, nếu hiểu cái gì. Ôi đi trời má. Ok. Em nằm rồi anh. Đợi cho anh tí. Anh đến. Đây còn hai thằng đây. Ít nhất hai thằng. Không, bây giờ để kéo đông hơn đấy. Ấy, bình tĩnh. Okay, got you. I got you, boy. Ủa. Rồi, mẹ gì à? Bắn tí hết đạn. Ok. Rồi, game lút đạn rồi. À, ủa, có hai thằng khiên em ơi. Ui, đây là Ui, nó còn chơi cái này nữa. Ui. Cứu anh ơi. Mày. Bay luôn. Anh ơi cứu em vậy. Quay đi. Lại nữa. Đâu mày đâu. Đây em đang nằm đây. Mày đứng ngay trước mặt nó à. Hầu vậy tự nhiên em bị quả bấc mẹ đứng nguyên xong em chết. Bay luôn. Mày thế. Cảm ơn đã cứu công việc của tôi nhỉ. Không có sao. À mình làm cho thằng này xong mình được 1% từ cái kho của nó. Wow. Anh à. Hơi nhiều bug anh ạ. Wow. Trời ơi. Đây, Jim Rob Kara. À chỗ này mình có thể đỗ xe ở đây. Yes. Được. Sau có xe bố sẽ mang ở đây. Let's talk shop. Nào, xem nó có cho mình miễn phí cái gì không? Chắc là chưa. 3.000. Ui, 11.000 luôn mà. Nãy ghi nhiệm vụ ghi 3.000. Wow. Được cái mũ em ơi. Ok. Đó, mở khóa được. Gym Cash Chamber. Mở được thêm cả ứng dụng chuyển tiền này. Đấy à. Thế thì lúc thiếu tiền biết phải hỏi ai đấy. Không phải tao. Is the off-road as a henchman. Này hả? Liều update. Không biết mấy cái xe default làm gì không nhỉ? Chắc độ được. Hải độ được. Không độ được xóa game. Rồi. Để anh ra xử bọn này phát trông mẹ đầu gấu. Lè một đầu gấu. Thôi, đấm tay bỏ. Đầu gấu. Ai à? Ai à? Đầu gấu tai mèo này. Oh. Để xem cướp phải xe nào về nhỉ? Úi giời. Ô, ai luôn đang đánh nó. Ôi. Nó tốc biến, nó đến luôn này, đội nó đến hay sao ấy. Ôi đội nó đến thật. À, vừa bắn hết đạn. Ôi tinh. Ui ô cái gì ấy. Ôi linh game ơi.
Ơ, ờ, cái gì đấy? Cứu anh, cứu anh, cứu anh. Đây rồi. Đếm. Bắn chết mẹ này. Thôi. Ôi. Hoàng đi rồi. Bảo cứu anh, đéo cứu. Bướng. Come on, mate. Ok. Come on, mate. Come on, mate. Ơ. Mày cứu anh luôn là ngon rồi. Để đông quá. Khó. Khó ăn đó, mẹ. Mình đang chơi chế độ gần khó nhất game. Ôi, mẹ cho về nhà luôn. Thôi, cảm ơn. Trách nhiệm vụ tiếp đi. Skill này, lại lên cấp rồi tiếp này. Smoke screen. Ném một cái quả bông khói ở dưới chân. Để ok, đánh làm hướng địch. Cái này phải như phải nâng theo thứ tự với sao. Vậy. Chắc có thể không? À, còn bug em skill em còn chưa dùng cơ. Smoke screen bông khói. Vãi. Đấy. Ui. À nó cho chỉnh quần áo ở ngay app rồi, đúng rồi. Không gặp bug này. Ui trời ơi. Vãi đái mũ. Mày ra mày check cái mũ kìa. Vãi Alin. À style ấy. Ồ, mày nó cho đeo cái mũ ạ, vãi trưởng. Helmet. Ai ui, ai lin. Ui, Nasut. A cycle of life has been continued. We will live. They will die. Goodbye. Thôi xong anh lại bị lỗi tiếp rồi. Vãi. Đùa. Rồi, cái game này con mẹ thề luôn đấy. Nản thế nhờ. Lại kẹt lại anh em. Ơ. Ai lin. Bịt. Này game. Ok. Thôi được rồi. Bấm chuột lại hết. Thế luôn. Đây không có gì. Để xem nhiệm vụ gì đây. I appoint you head of security for the museum gala. Don't let me down. Bây giờ làm nhiệm vụ chính của ông ấy này. Ông Marshall này. Đừng. Đây rồi. Cậu có đâu không? Ok. Bây giờ sắp có cái buổi gala gì sắp diễn ra, bây giờ mình phải đến đấy là với vai trò là trưởng an ninh. Đi đi mẹ xe máy đi. Ui. Hoài Linh. Mà game này lái mô tô không đội mũ bảo hiểm à? Như không vậy. Quả đang chơi mẹ GTA Online quen. Ê, tự lập đội mũ. Vín. Đó là cái bảo tàng. Ờ đúng rồi đúng rồi. Bảo mà. Trước ông bảo trưởng an ninh bảo tàng mà. Không có. Ờ kìa. Vãi cái thằng này. Chịu cái thế giới. Cái quả thế giới. Ui. Em thử mà. Đi vào, phải đi vào cái nước ấy. Đi vào cái nước ấy. Mày mày ảo vậy đây. Ui trời ơi. Này thì cao quá, này nó vô lý quá. Mẹ vãi lìn. Ui ui. Mẹ. Vãi lìn game. Mẹ có khi hiện tại đây là cái mấy cái dòng nước đấy là cái điểm bựa nhất ở game, còn lại là ừ cái mà kiểu làm mình mind blow nhất chứ còn còn lại chưa thấy gì cả. Đúng, ngoại trừ tính lăng bậc. Cái đợt mình chơi mấy bản đầu của game này thì bản 3 thì cũng có bậc, nhưng mà nhớ thời đấy làm game nó làm chất lượng lắm. Nó không như bây giờ. Bây giờ kiểu thị trường game cạnh tranh
bây giờ làm cứ muốn kiểu như là chiếm hết sự chú ý của cộng đồng, làm cho nó nhanh, cho nó xong, thiếu chất lượng vãi chưởng. Nếu mà kiểu game mình làm nó hay thì người ta tự ấy. Mẹ làm những cái sản phẩm như thế này về sau người ta không muốn hóng. Cái gì nhỉ? Như GTA 6 ấy, nếu biết là có thật hay không. Vẫn hóng bởi vì là sao? Bản chất nó hay quá. Đúng. Đấy, cứ ra phần mới xong rồi nó chán, xong rồi người ta cũng chả thèm hóng nữa, chỉ có mấy thằng fan thôi. Nhưng mà anh em biết sao? Ở cái thế giới khắc nghiệt này, thế giới xã hội bất công như này, những cái thằng fan nó vẫn đóng góp, vẫn góp tiền cho bọn nó làm, nên là bọn nó vẫn làm, mặc dù sản phẩm vẫn thiếu chất lượng. Không thể buồn nó là như thế. Kìa, mày lái xe cái gì hết thảy. Ô, anh à. Rồi. Đúng trang phục an ninh luôn. You, Johnson. Is the codex ready for its entrance? Roger that. It's in position and the display case hover tech is green. Good. I love this tech. Rồi mẹ, ngày đầu tiên chúng tôi đi làm tại bảo tàng. Antonio's speech should be nearly through. Bravo team. Rất có nhiều ngày đầu tiên. Đấy. Hôm trước cũng vừa ngày đầu tiên làm lính mới, trong hôm nay đã chuyển sang mẹ an ninh rồi. Đấy, mẹ. Relax. Ngày hai đứa chuyển sang làm lao công. Hitman cộng Watch Dogs cộng hàng tỷ cái game. Để em check sau gáy xem có mã code thì không. Không có đâu. And enjoy tonight's reveal of the Hummingbird Codex. Hummingbird Codex. How is your evening, sir? Fine, fine. Mấy người đã gặp Maya Star chưa? Ui, giám đốc à? They'll be escorting it in any moment. That's what I like to hear. Have you met Myra Star? She's on the Marshall Board of Directors. How do you do, madam? Quite well. So, you're Atticus's new hotshot. That's what okay. Vâng. Ôi may quá. Sếp cho nhân viên ăn mừng ở đây luôn. Wow. Vẫn mặc đồ an ninh nhưng mà vẫn được ra uống rượu. Go get yourself a drink. Yes, sir. What do you think you'll do? You don't drink on duty. Sếp bảo em uống được mà. Atticus told me to celebrate. Of course he did. Of course he did. Watch your step around Atticus. Vâng. Nhưng mà sếp bảo em ra uống. Not a problem. Okay. That's what I give him. Hey, what happened to not drinking? Nó đang không duty. Đang phải làm việc. Bố mày. Lạm quyền. Hey Nina, I can't talk, I'm working security. Này Nina, tôi không nói chuyện được, tôi đang làm việc. Đó là lý do vì sao tôi đang gọi. Ok. Xua không? Chết mẹ rồi. Oh shit. Cái codex bị lấy cắp rồi. Ở đâu? Cái codex không biết là ôi ôi. Bỏ mẹ rồi. Oh, phải Eileen. Nữa hả? Đồng áp em ơi. Đây rồi. Ôi. Ôi trời ơi, anh hẹo mẹ rồi. Đây rồi. Ui. Đúng rồi. Ô ô ô. Chết rồi. Em làm rồi. Alin, nó đúc phát em bay mẹ luôn. Được rồi. Ôi. Lộ. Chết mẹ. Ai? Ok. Đây, em đây đại ca ơi. Đại ca gọi. Đánh bại bọn Los Panteros. Không phải bọn nó lấy cắp mà bọn nó đang cố gắng đến đây để cướp lại. Cướp. Út mẹ mày đi. Hey, I'm in charge here. You get Atticus to safety. I'll secure the codex. I'm in charge. Đây, codex nó ở trong này. Không biết cái codex là cái gì nhỉ? Một cái vật gì không biết. Úi giời. Whoa. Chết cha mày đi. Ôi chết mẹ. Út. Ôi mẹ xuống lúc là chân ái. Taking a shortcut through the Cretaceous exhibit. Someone get eyes on the codex. You nuts, that place is full of Panteros. It's faster. I can handle them. It's faster.
lấy khẩu shotgun ở bên trái bắn hai viên một phát. Ôi vẫn không biết cái codex ra cái gì. Ôi ui giời ái nhỉ, trông mấy thằng này ghét thế nhở. Rồi chúc mừng năm mấy thằng đố con trông bật bật kiểu nhỉ. Ui mày này, ôi ôi chúc mừng năm mới mẹ lại bọn idol. Hội idol đã đến để mẹ giúp chúng mày tự cứu khỏi bản thân chúng mày. Đừng có hiểu lầm, chúng tao sẽ lấy cái codex và bọn tao sẽ giết hết chúng mày. Chúng ta còn deadmau ở nhà. Ui. Ngu này. Sao rồi, tự nhiên tôi ghét cái từ idol hơn bao giờ hết thế nhỉ? Bình thường nghe nó không ưu ái lắm rồi. Chết mẹ mình. Ok. May nó chưa dùng KOL đấy. KOL. Nè em ơi, đồng quá. Đây rồi. Defeat từ idol. Ui. Ôi em lộ lên trên. Ui rất. Ui. Cẩn thận. Ôi em làm rồi. Ngay mà. Đông quá. Cao quá. Bây giờ cứu kiểu gì đấy, đông quá. Ô vãi rồi, thằng này còn đẩy mình xuống cầu thang á. Nó vẫn ngã rồi đéo nào. Ôi ôi Hoàng ơi. Tẩy luôn. Ui giời, không. Rồi, that's what we call sensei mode. Rồi anh chị. Làm giày ạ, thôi, em làm rồi. Ôi giời, đồng đội chết, nó bắt chơi lại ạ. À. Có thể cho tầm 12-20 giây để cứu ấy. Đấy. Ủa Hoàng lượng lý nhá, hello em. Ôi. Ôi. Ôi ra hẳn sau đấy. Cái gì ạ, ở đâu ạ? Ôi, mặt khiếp thế. Ôi, đông quá. Đôi. Bắn ui 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 như thế cơ mà. Thế mà game chỉ cho chơi có 2 người. Aileen, thôi em nằm luôn rồi. Aileen. Bỏ phết. Ui, bây giờ có ra hẳn ngoài sảnh đi anh, ra hẳn ngoài cửa ấy. Ôi, chơi sợ gì. Đông quá. Ơ. Cái gì đây? Ơ. Cái gì đây? Idols too. Vô lơ. Cái gì đang xảy ra đấy? What happened? Mẹ bọn đi xe khó chịu ấy nhở. Ui. Em làm xứ rồi. Thôi chị. Bây giờ mình phải đi tìm mấy thằng xe bắn trước. Khó quá. Vào nó đã bắn đoàn rồi, mẹ không né được. Khám khoai. Tìm. Trời ơi. Thôi, em lộ hẳn ra ngoài. Rồi, chết mấy thằng là một thằng lái xe rồi. Hello heretics, non-believers, sheeple, kiddies. Hope nobody needed this security room. What a fine monument to greed you've built. The oppressors drink and laugh, while the enslaved clean up their table scraps. Chùa chỗ anh à, chùa chỗ anh à, ngon này. Your so-called society is a failed experiment. Okay. It's time to put it to an end. Time to wash it away. Time to make some noise. Make some noise. Get ready.
Ui mẹ nó đấm cái chết. Hai ly. Cứu luôn em ơi, cứu kinh nghiệm, cứu luôn. Mọi trên nó còn mọi trên. Ok. Đây đây coi. Chạy theo bọn xe mà, chạy theo bọn xe, bọn đấy khó chịu. Một nửa đấy kìa. Ừ. Đây để em ra, em chặn lại đầu kia. Nằm xuống. Ba mày nữa. Ôi. Kho vay đạn. Bên trên đây, một thằng ngắt. Vừa bắn vừa nhà tạ đấy. Đây đừng cố. Ôi giời. Đấy. Đấy sao. Xong. Đi coi. Ui giời. Rồi phải được. Có đến mấy cũng làm được. Yes. Với cả mình có cái khói ấy, à. Đúng không? Ý, nãy không dùng, quên. Mất Perkins. Thôi không Perkins ai còn đéo biết. Who the fuck is Perkins? We need backup. The idols are everywhere. Jesus Christ, these psychos keep coming. Mày. Cút. Cút. I'm almost to the codex. Does anyone have eyes on it? The idols are in the codex room. I'm trying to... Hựa. Ủa. Ơ. Ra. Thôi thôi, cái mày dấu bậc. Wow, ôi. Cái mày. Tao đá con kia phát xong tự nhiên thành nhảy vào xe. Nó chưa đá mà nó nhảy vào xe xong con kia tự bay. Ủa, đại lệ quá đi. Nhiều bậc. Nhiều bậc quá. Trời ơi, game ơi là. Game ơi là game. Ok. Mẹ. Ui. Rồi, mày. Gwen, I have the codex. I've secured Atticus. Ôi, còn đéo biết cái codex là cái gì mà đã bảo lấy được codex rồi. Aileen, cứ file được codex, cứ file được codex cuối cùng. Ừ, xong lấy lúc nào chả biết nó là cái gì. Ừ. Activate codec case. Nó là cái ấy à? Đây rồi. À, nó là cái kiểu đéo biết nó là cái gì. Access granted. Emergency transport. Quyển sách à hay là cái gì? Sách. Cái gì ấy? Mình đắc hồ à? Hồ đắc hồ. Ui ui ui. Phải bảo vệ nó em ơi. Đây rồi. Khỏe lại máu yếu thì cười. Biển mẹ. Chất mệt. Troublemaker. I have the codex. Approaching the safe room. I need backup. Thằng tay trên này. Ủa. Thằng tay to đùng á. Đây này. Ủa thì ủa. Ali. Hover systems re-engaging. Châu vãi. Ui. Ali. Ôi à. Hover systems re-engaging. Được chưa? Ồ. Phải level up.
đi vào mấy chỗ này nó không cho đi xe vào. Ôi thôi, lại trận địa cho nó rồi. Ui. 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 Mày đi, ngã ảo thế. Ngã ảo ấy. Ui. Mày đi, em chưa thấy ai ngã mẹ có thể bình tĩnh như thế. Ai lìn. Trong đang rất là loạn. Ui. Cần một cái gì đó phá cái cổng. Sật the room. Đây em ơi, ngay đây. Và Eileen đi vậy. Thả nó ghi là take the TNT có vẻ đỡ hơn không? Tưởng đứa đi mò xung quanh thật. Dynamite. Vãi, bom phách. Không ai không vào được. Cool cannon. Busted RPG. No fixing that. Rocket. Bây giờ có rocket rồi thì lấy cái gì? Bắn vào khẩu pháo đây. Đây. À. Ui. Đi, bay luôn, bug. Arsenal. Đấy. Fire the hole. Pew. Terrorist wins. Shit, that worked. Oh my. Island. Cái đi. Ôi bị sao ấy nhỉ? Em lại nằm như vậy. Cái đi. Fuck. Sergio. Let's go, motherfucker. Yeah. Gwen. When? Ui. Thôi, né anh à. Anh là nhất rồi, thôi, chạy. Ui à. Oh shit. Ui, vai lên bay. Phew. Ui, vai lên. Đây đây em quay. Ào thật đấy game này. Game này gunplay đỉnh thế nhỉ. Everybody go. Mày. Ôi. Mẹ mày nữa cả đi. Mày. Nói nhiều. Vãi chết rồi vẫn nói. chăn chối. Snap out of it. I need a meat shield. Meat shield. Tao cần một cái lá chắn bằng thịt. Thế đi cùng à? Chắc đi cùng. Vậy luôn. That is one big asshole. One big. You're alive. Don't celebrate yet. Sergio got away. I got most of the board locked down, but I can't find my restore. Right you are. I'll watch for her. Xì cái đéo. Không biết. Ui, Rise up Idol. A fucking minigun. Ôi xong rồi. Ôi giời. Ôi giời. Hàng về. Đâu, về đi đâu? Đây, trong này em ơi. Rồi. Thời tới. Vẫn còn đấy tao ấy.
À đây, bây giờ mới có nhạc này. Má chơi đầu game giờ mới có nhạc free. Nào. I don't care how ancient this rubbish is. Rồi, quay lại em ơi. Đây, đây, đây. Chết mẹ em chưa? Bắn tung tung tòe. Oh, mày xin lỗi bảo tàng. Giờ mới thấy giờ mới thấy đã tay. I got it right. Mà tao nhớ cầm khẩu ấy nặng lắm ấy, nếu chạy vừa chạy vừa em định bảo là sao mẹ mình có thể vừa chạy vừa bắn đỉnh thế. Hết. Wow. Eileen. You can come out, Miss Star. It's safe. Thank you. Và có thể đi ra được rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Anh rất là giỏi cho công việc của mình. Đây không phải lần đầu tiên của tôi dùng minigun. Thế đéo nào chuyện này diễn ra được. Bỏ mẹ. Sao vậy thưa ngài? Mày. Cậu. Tôi biết là tôi có thể phá hoại cái bảo tàng, nhưng mà cái quan trọng là mục tiêu đã bị tiêu diệt rồi. Yes, there is a goddamn mess. Mất rồi. I don't understand. Tôi không hiểu. À, trong khi cậu đang bảo vệ bà ta thì bọn idol đã lấy cái codex. Tôi có làm mất thời gian đâu. Cậu nghĩ là tôi quan tâm đến việc Mira Star chết hay sống à? Bà có thể thay thế được. Cậu có thể thay thế được. Còn cái thứ codex đó không thể thay thế được. Tôi có thể dẫn dắt một đội đi lấy lại cái codex. Có cái cứt cậu làm được. Cậu bị đuổi việc. Cậu, tôi mà còn thấy cậu ở trên đất Marshall nữa, tôi sẽ giết cậu. Khổ vãi, đi làm ngày đầu tiên bị đuổi việc. À. Rồi, thôi, có đủ kiến thức để về viết nhật ký rồi. Cảm ơn cậu, tôi xin lỗi. Có thấy bà không đền bù gì cho tôi à? Bị tổn thương. Nó tiến đạt nha, game này là Saints Row em ơi, tải ở Epic em nhé. Game này combat đã tay không đã tay lắm anh em ạ, gunplay hơi chán. Vãi lìn, bây giờ mới đọc được tin nhắn. Trời đất. Ok, Peter Principle. Peter Principle. Wow. Lots of free time. Ok. Mở khóa hữu ích thật. Quả mở khóa. Úi giời ơi. Này, Kev đây. Tôi đã làm cho cậu bữa sáng. Nếu như cậu không muốn ăn thì thôi. Tôi cũng chả đói. Vãi lìn, còn thế này luôn. Tôi xin lỗi về chuyện tối qua. Tôi không biết đến cái chuyện viện bảo tàng. Bọn collective không nói cho tôi cái đéo gì cả. You should come to the idols party with Eli and I later. Open bar? No? Seriously? Seriously. Cậu chỉ muốn cậu biết là Eli và tôi rất lo lắng cho mấy cậu. Tí gặp lại. Get the fuck out of bed. Insert Hoàng Béo mỗi sáng. Sống phải có cái lý tưởng gì chứ. Sống phải bước ra giường mỗi sáng. Phải. À, cái đấy cũng giống em luôn. Xin lỗi. Gặp mày ngoài đời mũi mày cứ bị nghiêng gãy gãy. Đẹp. Đập mặt xuống đất suốt cho. Vãi lìn đấy. Ôi dồi trông cũng chán đời không. Ủ rũ mệt nhoài. Thích thỏ. Công nhận ngày đầu đi làm đã bị đuổi thì là tao tạo cái này. Đời. Hôm nay cậu không đi làm à? Well, looks like we both got fucked over. Yeah. No work today. I'm leaving Sergio's group text on red. Fair. Los Panteros have been going downhill since he started leading. We used to be about family.
Tôi muốn ăn hết cảm giác của mình, ăn mọt cảm giác. Wow. Giờ tìm thức ăn hoặc là cái gì đó. Được. Mỗi sáng thức dậy, mở tủ lạnh ra. Đéo có gì ở trong. Wow. Ui, có khoảng bánh kép, tỉnh quá nhờ. Ui. Mất cái bánh kép. Ngon đấy. Đang tối hiểu không? Lại khiến Hoàng nhòm nhèm. Đấy, mỗi sáng thức dậy thò ra thấy thấy chai nước lạnh vào. Ui. Phê. Cái đệt. Come the fuck on. Come the fuck on. Cái thịt vậy. Khổ máy chức năng tay là máy như kẹt cái nhở. Tao thấy nhiều phim mà cái máy toast bánh hỏng á. Ôi giời. Được rồi. Này cái thứ công. Ôi giời. Lại lịt. Figures. Ok luôn. Stop on the couch. Cái nhở. Nằm mẹ cho nó nhanh. Khi trong đầu thì đang nghĩ đến điều những điều tiêu cực rồi. Đấy, những điều tiêu cực nó cứ thế ập đến thôi. Welcome back to the cutting room, the premier auction experience for knife connoisseurs of all ages. Our first stop, Lung Piercer. Kinh vãi. Uầy, Lung Piercer. Quảng cáo xem toàn quảng cáo vũ khí vậy. Hai tiếng sau. Ôi. Alin vẫn ngồi xem luôn. Ui. Judas 3000. Tại sao lại thích con dao này? Judas 2000. Cậu định mua bao nhiêu con dao nữa? Vẫn chưa đủ. Hey, Sergio mới nhắn tin này. Chà, hắn ta đang bực lắm. Anh ta nói là chuẩn bị lên kế hoạch tấn công mẹ bữa tiệc của bọn idol. Looks to be Kevin Eli. Yeah. Kevin Eli. Oh shit. We gotta go. Sau đó chợt nhận ra phải đi. Yes. Bởi vì Kevin Eli đều ở đó thì phải cao mọi người. They'll get over it, man. Don't worry about it. They're totally pissed at me. They'll get over it. Give them time. Thôi cứ để cho họ thời gian họ nghỉ. Để tôi lấy nước cho cậu uống. Rượu trắng à, lúa mới à? Úi dồi ôi. Lại bỏ cứt này. Mẹ rượu này hơi nọc quá. Ừ, rượu này đỏ quá. Hơi tanh. Ui. Hơi DJ chạy vai đài. Ui. Hơi DJ. Ui. Giống là pushback vai đài. Ui ui ui. Hào hào hào. Cậu ổn chứ? Không, có lẽ là đéo hổn lắm cậu ạ. Are you okay? Oof. Okay. Đây rồi. Ôi giời ơi, bây giờ mới đi. Ai? Vai cả lì. Có thấy thằng Hoàng đâu? Đây đây đây. Vào cả luôn. Ơ? Cái gì á? Ôi. Vai lì. Xe mẹ hộp hộp tím tím đẹp ấy. Ai cả đấy thật. Kev gọi lại cho tôi. Mẹ đang bắn nhau vãi lìn ra. You'll never listen. It's worth it. Không bao giờ lắng nghe đâu. Úi giời. Để con này nó gọi điện xem liệu có giảng hòa được không. Xem ai quyết định gọi lại cho tôi này. Sergio, anh phải rút lệnh lại thôi. Bạn bè tôi đang trong đó. Tôi mới là người bạn mà cô nên lo lắng đây. Anh hãy rút lời lại đi hoặc là tôi sẽ nghỉ việc. Vẫn chưa gọi, bây giờ mình sẽ đến cái bữa tiệc. Ngăn chặn việc này. Mình sẽ lấy Nina ra để bắt giảng hòa với chúng nó. Anh bạn à. Kép đang gọi. Lại bạn. You fucking shot me. Bọn nó bắt tôi. Eli đang trốn sau quán bar. Giờ tôi đang hỗ trợ cho cậu ấy. Nina và tôi đang đến. Cầm đồ trên tay. Nina and I are going to kill every motherfucker standing between us and you, and for that we'll need both hands, okay? Okay. You'll be fine. Okay, mình đến đây mà em giết hết tất cả đứa nào động với bạn bè mình. Wow. Bởi vì family. Family.
cầm đầu trên tay, anh em đang gọi là mẹ cậu phải đi cứu giúp bạn bè. Ai mà biết? Ai biết? Mexico gang, mẹ anh em mình là cái gì đây? Ôi cha. Úi trời ơi. Mày hơi cao. Đang lên gấp. 200m đều. Ôi nhưng mà vào cái này như kiểu Las Vegas nhỉ, đẹp vãi. Ừ. Đẹp vãi trưởng ấy. Này rồi. Bây giờ mới vào đến thành phố ấy. Ờ. Mẹ mày đi. Quán bà ở đâu ấy nhỉ? Hình như ở bên trong này. Đây đây. Ủa vãi cả cây, cây mẹ đổ kiểu thành gỗ mẹ luôn ạ. Đâm phát rơi rơi thành phần. Nhanh em ơi. Đi rồi, đi rồi, đi đi đi. Ui. À mà quên, bây giờ vẫn mặc đồ lót để nhau. Bây giờ mới để ý. Hay. Hay. Vua vua phối hợp. Hiểu ý nhau vậy đấy. Ui rồi. Bắn thằng này em ơi. Thằng này châu, thằng này châu. Em mới hết máu. Từ từ. À. Ôi cái địt. Ai lồn nổ đâu ra đấy. Em lại nằm rồi anh ơi. Lin. Toàn đạn nổ đâu ra. Trời đất ơi, mà bấm nhầm nút F chậm một tí thôi là xong mẹ rồi. Ép. Cái game này ngắn ngắn gắn hố nút mẹ ngu đéo chịu được. Mà mình rất lười chỉnh nút các bạn hiểu không? Đúng. Cực kỳ lười chỉnh nút luôn. Gắn nút ngu quá. Thôi được rồi. She's turned on us. No, los panteros turned on me. Ui, kéo bấm được cái gì luôn ạ? Splendid. Mày. Ui. Ui. Ok kìa. Cái bọn bắn pháo này. Gì? Mẹ gặp ấy, cái bọn bắn pháo. Toàn bất ngờ đâu ra. Đây là bọn chết mẹ mấy thằng này. Bực mình quá ấy. Trốn mẹ em đi. Trốn mẹ em đi. Mau với phủng. Bọn An cái đéo gì trâu ấy nhở. Ây. Thấy chưa? Bọn nó mặc giáp 1 đấy. Giáp 1. Ui à. Đây rồi. Bọn họ đã đến rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ra nhá. Shit. Shit cái gì? Sao đây? Thôi sao? Hai đồ rồi. Hai đồ rồi. Thôi. Chúc bạn may mắn lần sau. Ui, Negan à? À tưởng Negan mà. Yeah. Tụi mày nên lùi lại đi. Không sao. Bọn họ đi cùng với tôi. Ừ. Nếu bọn chúng đi cùng mày, mày sẽ phải giết chúng. Ồ. Ép. Wonderful truth. Tình nghĩa anh em. Khá Bành sẽ làm gì đây? Ờ. Khá Bành. Ờ đúng là nhìn giống Khá Bành thật. Khá Bành. Rồi xong, chuẩn bị bẹp nhau rồi. Này rồi. Boss, boss sư, boss sư. Né né thôi. Yes, please. Rồi, mất giáp rồi. Mất giáp rồi. Chết mẹ rồi, vẫn còn sủa cái gì. Sủa cái gì. Chăn trối những lời cuối. Oh shit, chúng ta vừa giết Deadmau.
Agreed, let's move. Để mà and fake. This time mà I'm fake. Driving. Bọn này trâu thế nhỉ? Và color. Ừ, test test hàng nóng. Mà em rocket này. What about the gas mileage? Fuck the gas mileage. Fuck the gas mileage. Mày té té vũ khí mới. Té đi. Ui ui ui. Nhưng mà giật quá. Không ơi. Mẹ súng giật quá. Mẹ Uzi cải tiến này. Hết rồi. Ô ô ô sợ. Ô mẹ em bay sao? Em bay lên trời mẹ rồi. Ơ ơ ơ. Ôi. Ít mẹ lại con. Ai luôn. Mày sắm lại cái gì vậy? Em biết. À đây. Ở cái xe. À biết dẫm cái gì. Hảo thật đấy. Alin. Ui dồi ôi, lại có thế này nữa. Trời tuyệt. Cái thế này. Ui, có hàng lòng em ơi, lần này có hàng lòng. Hàng lòng, hàng lòng, hàng lòng. Chiến anh ơi. Rồi, đừng tình anh thua, đừng đua anh chấp. Chết. Mày, ui. Group of kill, ok. Ui dồi ôi. Fuck him up. Thôi chúng mày cứ đến đây nhiều vào. Láo. Phải hôn minh không nhỉ mà bắn chuẩn đấy nhỉ? Hay là do mình bắn hay quá nhỉ? Rồi bắn hay đấy anh ạ. Làm gì có hôn minh. Hell upgrade level 5. Ui, đúng do mình bắn hay thật anh em ạ. There's so much blood. Oh, not this again. Ah, nasty. Bắn hay quá anh ạ. Mẹ bắn. Ừ, do mình bắn hay. Đấy, vẫn trượt kìa. Ui à. Mẹ, cái này ảo chỉnh quá, không được. Ôi, tí chúng. Quá đéo chúng chưa. Nó xa quá, mình cơ, cứ lia nhanh quá. Còn nó đuổi không kịp. Ui xác chúng nó bay kìa. Ui đi. À. Cả khịa tao này. Mẹ. Đứng cạnh mẹ mình launcher là hơi ngu rồi. Mẹ chơi với lửa. Ngu là chết mẹ mình. Excellent. Berlin. Berlin giáo giáo hội đi. Bi ở ôn boss. Ngu này. Ôi dồi ôi, xe lái xe kìa. Ui. Phải. Ôi thật đấy à. Ôi xiết. Ôi xe chồng em ơi. Ôi. Không biết có cái tàu hỏa luôn. Chỉ nghe thôi tưởng ở trên. Phải. Ai linh. Nè. Phát. Tại sao chúng ta không đến bệnh viện bởi vì cậu không có bảo hiểm y tế? Khổ vãi, sinh viên nghèo. Tiếp sinh viên nghèo. Thôi xong rồi. Cái này sẽ đọc đấy. Ui. Bà đi thế nên hét. Very brave. Fuck you. Hey, keep talking to Kev like that and you won't get a star on the star chart. Ow. What are we gonna do? Finish sewing you up. Chúng ta phải làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ khâu cậu. The Idols and Panteros aren't exactly our number one fans right now. Isn't that obvious? We're starting a criminal empire. À thế à? Chúng ta đang phải khởi nghiệp phải không? About everything. Yeah, what the fuck is happening? Chuyện đéo đang xảy ra vậy. Guys, we're really good. Chúng ta rất tốt, rất rất giỏi ở những cái việc chúng ta đang làm. Thế tại sao chúng ta phải làm đi làm thuê cho bọn khác? You know how to start a business. Cậu biết cách làm ăn. Mỗi đứa có một khả năng riêng. À, nếu mà chúng ta kết hợp lại và tự khởi nghiệp riêng thành một đế chế tội phạm, ai có thể ngăn cản ta? Wow. Được, tớ tham gia. Được. Được, anh em làm thôi. Wow. Eli thì sao? Mấy anh em à, này hơi tệ, hơi dở hơi. I survived being shot, and now I want to thrive without being shot again. Nina's down. Kìa, game gì kìa Hoàng? Game gì bên trái kìa? Snickerdoodle is definitely down. Oh, do not bring her into this. Eli, this cat suffers no fools. Wow.
Quả nhớ đến quả đá mèo mình. Đá mèo. Ở vậy này. Alin. Đá mèo. Yes. Ác vậy đấy. Cất zoom ra. Rồi chúng ta đã đến rồi. Chúng ta hãy bắt con mẹ ở đầu đi. Cảm ơn Thành Huỳnh nha, cảm ơn bạn. Rồi mẹ chào mừng các bạn đến với băng đảng sinh viên. Ui 33.000 luôn. Ôi giàu rồi, giàu rồi. Mà nãy giờ vẫn chưa tiêu tiền vào cái gì. Đúng. Mở được khẩu up Lancer thôi, bọn này chết rồi. Rồi. Call for backup. Từ bây giờ chúng ta có thể gọi bọn này là backup trong điện thoại. Thế rồi, thời tới. Nói chung là nay mới khởi đầu thôi. Game 17 tiếng thì chắc là mới. Úi dạ. Vẫn còn khẩu súng này ạ. Đâu thấy khẩu RPG đâu nhỉ? Hay là phải vào kho vũ khí ấy nhỉ? Đây này, để xem nào. Đúng, có thật em ạ. Đấy. Có thật, có thật, có thật. Ngon, đây rồi. Có con dư nông nha các bạn. À, customize luôn này. Customize luôn, equip này. Equip rồi, customize. Màu vũ khí thôi, để nguyên đi. Chả thay được cái đéo gì mà. Equip. Thay được cái gì? Ai. Chán vãi đái. Thôi, có súng mới là ngon. Có. Nhưng mà game này ngoài đi loot thì mẹ mua kiểu một dự trữ một đống đạn được không nhỉ? Thế thì vui quá. Biết được. Ở ngoài không thấy đâu ghi. Từ từ mẹ chờ anh đi lại kìa. Đi lại cái mọi người. Hoàng ok chưa? Ok anh ơi. Yo. Damn. Next mission nữa. Đâu, để xem nào. Nâng skill trước em ơi. Okay. Mang tiếng dùng, chả dùng mấy. Cái này là gì? Mìn à? Bây giờ dụ chúng nó đến, đặt cái mìn xuống, dụ chúng nó đến nó sẽ nổ. Ok. Ui, anh Jackpuck có cả tactical training với cả dead ray. 10.000 để mở khóa slot Puck. Ui, lại có cả Puck thường. Nhà Puck nãy rồi, xem nhỉ. Có MT. Dead Race, khi mà bạn gần chết bạn có thể chạy nhanh hơn rất nhiều. Mình xin. Ôi, em mở thêm sao lâu. 10.000 đô, 10.000 đô rồi mở luôn. Mở luôn, tội gì. Vẫn là Dead Race, vẫn chưa mua thêm được cái gì. Em có Tactical Training với cả Dead Race. Tactical Training à? Mẹ xanh nó có nhờ. Đấy, em xem. Mất cả tiền mở, cay thế. Sát. Tiền ra mà, xem áp tiền này là áp gì. Ui, tiền lên theo hàng giờ à? Có phải không? Transfer value earning. Transfer. Thế là được thêm 6.000. Ừ, được thêm 6.000. Vào app mặt chuyển em ơi. Ok. Quả điện thoại trông như cái iPad mini ấy nhỉ. Vậy thì đấy, đấy, đấy. Xem nhiệm vụ tiếp à. Hãy đưa tôi đến nhà thờ. We need a headquarters for our startup that is an apartment. Nghĩa là nhiệm vụ này là sẽ bắt đầu xây dựng cái đế chế tội phạm của chúng ta, là trước tiên chúng ta sẽ phải có một cái HQ, một cái HQ, một cái tổng hành dinh để mà bắt đầu cái phi vụ của chúng ta, mà nó sẽ không nằm ở cái căn hộ của chúng ta. Tiền 4.000, kinh nghiệm 3.000. Nghe hứa hẹn phết. Sói cùng tí vào chơi, Hoàng bay mẹ trời. Wow. Anh làm nhiệm vụ xong Hoàng rơi xuống. Wow, cảm ơn game. Cảm ơn game. Và tuyệt vời ở chỗ là em sẽ không chết rồi. Thank you em, khỏi cần ra tay. Chả khỏi cần ra tay. Lấy thử cái xe này mà. Anh lấy thử xe rắn anh đi. Yeah. Nhưng mà bây giờ nó bảo đi đâu nhở? Go to the apartment này. Mẹ lấy xe xong nó bảo đi về. Cái thế. Game lừa đảo vào đây. Alin, Alin va vào xe đạp rất máu. Ở em... ngoài mày va xe đạp mày có đau không? Không, điều... em em ra sợ như kiểu sờ vào xe đạp thôi, mất máu. Mất máu á. I don't know guys. What do you think? Tôi không biết ông mày nghe anh em nghĩ gì. There is, but it's enough to go on for now. Bây giờ phải nghĩ tên logo. Criminals. Don't we kind of need more than 3 if we want to call this thing an empire? Hey. Oh, are you planning người. On shooting anyone? Muốn tham gia nhưng mà không giết người. Nina's right. We need more people. Chúng ta cần phải đi tuyển thêm người. Lại. He's saying we're not legit already?
Oh, I love you, but I'm allergic. Yeah, point taken. All right, let's brainstorm. What would our place need? Okay, nơi của chúng ta cần cái gì? And have more than a fucking galley kitchen to work with. I want to be able to set up a proper garage to work in. Tôi thì muốn làm một cái gara. That's good. Bởi vì con này chuyên về xe. What you got? I don't know, a ball pit. I'm joking. Kind of. I'm kind of joking. It needs to be defensible. We pissed off a lot of people and let's not kid ourselves. They're gonna try to kill us. Kiên cố bởi vì chúng ta đã chọc tức rất nhiều người. For me, we needed to be cheap. Với tôi thì chúng ta cần phải chỗ để nó rẻ. Chúng ta chưa có nhiều tiền. So, cần chỗ rẻ. Open space for the interior, decent plot of land to build the garage. It's got to hold up in a firefight and it's got to be dirt cheap. Một cái nơi mà cần rất nhiều thứ nhưng quan trọng là phải rẻ. I got it. Holy shit. Ồ, tìm được luôn à? Vãi lìn. Có luôn. Đấy, cái nhà thờ ở gần Fort Collins. Cái chỗ này nó rộng lắm. Và nó còn rẻ nữa. Nó có luôn. Nó có nguyên cả một khu mộ nên chúng ta có thể chôn người chết ở đấy. Vãi lìn. Vãi lìn. Đắc quá. Ok luôn. Ok nhóm 4 người luôn. Mẹ đỉnh quái đái. Kiểu giết ai đấy xong chôn luôn đó. Chôn luôn. Easy. Ủa, bốn cái xe lận. Where is this church? Up on third. Oh, that place. Hoàng hãy đi mình à? Vãi lìn, mình anh chở bốn đứa Hoàng đi mình à? Ơ, không lên được. Cái thịt còn mẹ. Rồi vãi luôn. Ê, vãi lìn. Hoàng đi mình luôn, nó ác quá. Let me see. Xong em vẫn nghe được thoại của mấy đứa kia, vãi lìn. Ừ, thế mẹ hảo. Chắc là cài kiểu cài microphone ấy nghe được của nhau ấy. Wow, khổ thân Hoàng quá ấy. Mẹ tủ thân vãi lìn. Ôi, mẹ đi ngược đường anh, đi ngược đường rồi. Em tưởng, đúng rồi anh, đúng rồi. Đường nào cũng có hướng gì. Mà anh em để ý cái xe này chúng ta lái rất giống cái xe của Michael ở đầu game GTA 5. Quả như xe màu đỏ của Michael. Nhất là cái nhiệm vụ đi cứu thằng con ở trên cái du thuyền. Cái xe làm mình dưới cái xe đấy cũng không mùi luôn. À, mùi trần. Gatalam. Cái game này mà nó mà cho mở server làm server roleplay á. Aileen. Roleplay xong ai cũng bay lên trời. Ừ, ai bay lên trời. Ôi. Ôi giời. Anh cứ bị ấy vào cái nước ấy, khó chịu quá ấy. Ôi giời. Yên tâm anh, em cũng vừa bị. Đấy, bỗng trước mặt đây. Bỗng mất à. Đây ạ. Úi ạ. Ê, nhà thờ đây không? That's a lot of heavy equipment for a renovation. Đúng, công nhận nó rộng phết. He's gonna restore this place in the condos. Not if we do something about it. Rồi, xây thành, xây căn cứ. Wow. Vào cái xe này em ạ. Ui. Violin. Làm luôn à? Vào việc luôn à? Vào việc luôn. Ui. Ui. Ai? Ui. Thôi. Thôi chưa. Đến giờ vào việc rồi. Đi phá cái này kiểu gì nó bảo phá cái chỗ này. À hình như đi phá hoại mấy thằng này sao ấy. Đi, để ra xem vào. Ờ nó có vạch. Mẹ à, chúng mày, ui. Ngoại à, chúng mày. Ui, hất mẹ xe lên. Ui. Ừ, hất hết cả lên. Ui. Mày, mày cút đi. Anh hất thưởng NPC xem. Ơ chết rồi. Nó bay mẹ đái. Sao đây? Ơ thải. Nếu làm gì cũng chết. Hâm này. Thải vẽ nhạy cảm ấy. Woman. Không, thằng đâu thằng. Đâu. Thằng kia. Thằng gì. Thằng cởi chân ấy. Mày... Không anh. Em lỡ hất nó lên. Ủa ông nghịch quá. Ai lì từng. Ui. Thôi, dễ rồi. Đến giờ phá hoại. Ừ, cái này thì anh em mình giỏi nhất. Người lùi. Giỏi nhất. Sát bất chu. Ui, tao hất phát toàn cứt ạ. Ở trong nhà vệ sinh. Ai lì. Mẹ púc. Ui. Ui. Đừng. Lên là. Ui. Lên là.
Eileen, đỉnh Eileen. Bọn kia đến em ơi, địch đến đây rồi. Hất luôn, hất mẹ địch lên. Hất mẹ hết lên. Địch. Ui, nổ mẹ luôn. Và Eileen. Ui. Ui. Nổ mẹ xe rồi. Nổ xe à? Về vãi. Đây đây. Chúng nó đâu rồi? À, đây là an ninh của ma sổ rồi. Là đập luôn. Đập luôn. À sổ. Chết. Xe kiểu gì thì. Ma sổ. Ma sổ mày. Vẫn còn lính này. Ơ, à, tưởng bọn nó vào đây. Ủa, mẹ cái vòi nước này. Nó đứng ở ngoài đường này. Chết. Mày. Ui. Đâu, còn đứa nào nữa? Ơ, à, mỗi thế rồi. Đây đây em ạ. Đây rồi. Ơ. Vệ sinh. Ôi vãi game, thề luôn. What what what. Ui, đây đây lại spawn đây. Thấy chưa? Bọn nó lại spawn này. Ui ui. Ui. Lên đi lên đi. Lên luôn lên luôn. Ê à. Tèo 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 tèo. Ui. Tèo tèo. Ui. Ơ bọn này không đánh mình à? Bọn này bắt đầu rồi. Vã Linh đâm vào mẹ bất hoại. Ok. Thank you. Bọn này bị bắt rồi, nó không đánh mình luôn này. Vãi game. Wow. Oh, rồi ra hôn nhẹ vào má từng thằng một. Chào bạn nhé, bạn ổn, bạn khỏe không? Vãi Linh. Ok. I see Bland hired the second best. Bất còn vãi. Vãi Linh. Có số bắn nhau nhanh. Anh. Ừ, không biết đến bao giờ. Mà quan trọng là nó không đánh bắn mình em ơi. Vãi game. Wow. Mẹ luôn. Ôi. Mẹ thấy thấy mình mạnh quá, bọn này bỏ cuộc rồi. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh. Vãi ra the last of them. Thế là xong. Vãi nước xịt vào người mất máu. Đây wow. Tao đạp vào cái ghế bay vào thằng Marshall's bảo vệ down. Thằng bảo vệ chết. Xà vãi. Then let's get into cell. After this? Not likely. It'll shake him down and make him hand it over. The idols used to do stuff like that all the time. Good show. Kev, you're with me. Where's Bland even at? Anh muốn xem 10 trên 10 vật lý không? Đâu? Đâu? Đây. Mày làm cái gì? Đây đây. Anh thấy em tìm anh thấy em đẩy cái gì không? Ông. Vãi Linh. Vãi đái. Em đẩy mẹ cái buồng vệ sinh ấy, vãi Linh. Thấy gì cả? Lỗi thì chắc là đi lỗi. Đi em ơi, lên xe đi. Đi thằng Blande. Blande. Này công chúa lên xe hết lại đi mình nữa. Thế cái game mình yếu bất quá anh em ạ. Ai? Tôi còn nhớ thấy thằng Hoàng ngồi dưới đất này. Ôi. Hoàng ngồi dưới đất này, vãi ngồi thiền luôn. Chịu. Mày đang không trên xe đâu em ơi. Thôi em trên xe rồi mà. Vãi lìn rồi à. 10 trên 10 game. Nó đang, game. Anh thấy mày đang ngồi thiền luôn. Vãi lìn, mẹ mày game bóng giờ chưa. Ừ game này. Khéo năm nay cũng giải mâm xôi vàng. Mâm xôi vàng. Ai bớ băng mà. Same dickish face as the billboards. Dickish face. Blan Lê Khà. Đấy bây giờ mày xuống xe ra mày đâu. Ồ đúng thật nó ở trên xe nãy giờ. Bị lag. Ơ thế Blan Lê Khà hả đâu? Có xe kiểu gì? Get in mà. Ơ xe đâu không? Ơ là sao? Ơ sao mày nhìn của mình. Ô gà. Wow. Wow. Gì vậy? Mẹ đừng nói lại độn thổ nhá. Linh độn thổ gaming. Ô ô ô ô. Bắn hỏng mẹ xe xem. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Game giải trí
let's go. Let's go. Boom. Phải đấy. Ui, mày có thể đang loát không Hoàng? Có anh. Ui. Ơ. Ui. Ơ. Nhìn chất trời quá anh em ạ. Ui. Mẹ tình. Mẹ let's go này đi hơi xa. Let's go này go hơi xa rồi. Mẹ là sao nhỉ? Ơ kìa, alo game. Alo. What the shit? Aileen, mẹ có cần phải bấm spam enter không? Ok. Ôi ôi. Có khi nghỉ ông, chắc là đến giờ nghỉ mẹ rồi. GTA hay mạnh á? Thôi để lúc khác em. Đang chơi Saints Row. Có khi phải dừng chân, hôm nay phải dừng chân tại đây rồi. Hoàng đồng ý không? Em nghĩ là thế là được rồi mẹ. Hôm nay thế là... Nó bất quá. Ồ ồ ồ. Ok. Nãy nó bị dính đúng không? Ừ. Anh... Ừ đấy. Cái anh F4 nó hay bị thế không? Ôi ôi. Like game. Game này khéo không chừng nhận giải game bom xịt. Thì đấy, nãy bảo chắc giống kiểu Cyberpunk của anh em ạ. Khổ vậy đấy. Kiểu chán.